Dạ Vương Mai, chú Chị Bon xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, vừa rồi em có giới thiệu với cả nhà một cái lô mai đại lộc liền cốt 3 mùa mà nằm trong cái chậu xi măng á cả nhà. Thì hôm nay em đã hết cái hàng đó rồi ha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu và giao lưu với cả nhà một cái lô đại lộc mới. Thì loại này cũng là liền cốt 3 mùa nhưng mà nó nằm ở trong cái chậu mũ nha cả nhà. Trong cái chậu mũ cho nên cái này thì cũng rất là tiện cho chúng ta khi mà gửi hàng á. Gửi hàng á thì em sẽ gửi luôn cái chậu này cho chúng ta ha. Còn về cái cốt cả nhà, liền cốt 100%. Đây, cả nhà nhìn nè, em để cái ngón tay cho cả nhà mình xem cái góc ha. Để hình dung được cái góc nha cả nhà. Còn phần rễ luôn này thì đa số là rễ nơm. Đa số là rễ nơm nha. Loại này thì lúc trước thì có xử lý rễ nữa. Mà cũng có một số là rễ nơm. Ai thích cái rễ nơm tự nhiên á, thì cái loại này thì cũng ok cả nhà. Và đặc biệt là cái lô này phải nói là cành nhánh của nó nha. Rất là cứng cáp. Nụ thì đang tạo mầm hoa rất là nhiều cả nhà. Nó đang tạo mầm hoa rất là nhiều luôn. Cây như thế này đây, em sẽ quay giới thiệu cụ thể cho cả nhà ha. Đây, rễ nè, thì cũng có một số củ nở nè, cả nhà, củ nở nha. Nhưng mà cái cốt của nó rất là to nha, nè cái củ nè. Đó, còn cái mắt ghép ở trên nè. Em để cho cả nhà mình cùng xem để dễ hình dung được ha. Còn về mầm hoa rồi thì vô tư rồi cả nhà. Nè, trời trời, đó, cả nhà nhìn thấy ha, đang tạo mầm hoa rất là nhiều. Thì đại lộc á thì cái nụ của nó vàng ươm luôn cả nhà. Rất là nhìn rất là mê luôn ha. Đó, cây em đo chiều cao nha. Đo từ gốc đi lên là khoảng 2 gang tay của em thì từ 35 cho đến 40 nha. Cốt thì liền 100%. Đó. Cái lô này được rồi thì bán giá 220. Tuy nhiên á, em có chương trình cho mùa dịch thì hôm nay em bán giá 190 thôi cả nhà. Nó chỉ 190 cây thôi nha. Đây cả nhà. Nè, cái cốt cả nhà nhìn thấy nè. Cái cây này cái cốt mập vô cùng luôn á. Nè cái củ nè. Củ thì củ nở ha. Cốt thì cốt rất là mập luôn. Nụ hoa thì đang tỏ ơi quá trời luôn à. Quá trời mầm hoa luôn cả nhà. Mầm hoa rất là nhiều luôn ha. Lâu này em cũng khoảng 500 cây nha. Đó, đây nè cả nhà. Nè, củ nha. Một số củ nở thì có nằm in bên dưới cả nhà môi lên giùm em ha. Tại nhiều quá tụi em không làm xiết nó. Còn cái cốt á. Cốt rất là ok luôn nha. Nè, tổ nè. Cả nhà nè, đã uống cái thân giữa luôn ha. Cái cốt rất là mập. Rễ thì lâu này thấy cũng nằm sâu ở bên dưới ha. Đó. Ở dưới nó có xử lý hết nhưng mà có cây nằm dưới, có cây lọt lên trên. Đó, đây, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, rễ nè, đó, rễ nơm ha. Cốt nè, quá wow, trời cái cốt luôn cả nhà. Đó, loại này thì hôm nay em bán với giá 190 thôi nha. 190 nếu mà chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship, còn 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 nha cả nhà. Đây, em sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Nè, củ nở nè, cốt nè. Đó, còn cành nhánh nè cả nhà. Đó, ha. Đó, cây rất là dữ luôn cả nhà. Đó, cây rất là dữ luôn. Nè. Đó, rễ nè. Đó, rễ đủ kiểu ha. Cành cốt. Mầm hoa thì quá trời luôn cả nhà. Mầm hoa thì rất là nhiều luôn ha. Cả nhà nhìn nè. Đó, mầm hoa đang tạo đó. Nè, rất là nhiều luôn. Rễ nè. Đây. Đó, thì cũng xử lý rễ đủ kiểu hết. Liền cốt 100%. Này 3 mùa hơn 3 mùa luôn rồi cả nhà. Đó, đây ha. Thì số lượng em cũng khoảng vài trăm cây thôi à. Ai thích thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha. Qua hai cái số điện thoại bên em để bên dưới nha cả nhà. Ôi coi nè. Coi nè cả nhà. Đó. Cái tàn này nha. Cốt nè. Ngay mắt ghép vào cái cốt nè. Cả nhà nhìn thấy ha. Đó, liền 100%. Mầm hoa thì đang tạo rất là nhiều. Thì mọi người đã biết rồi thì cái loại này thì hoa của nó rất là to cả nhà. Đại lộc hoa to đùng luôn á. Đây nè. Cả nhà nhìn nè. Đó, nghe chưa. Đó, nè. Quá trời luôn. Rồi, giá là 190.000 một cây nha. Nếu ai lấy 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Chiều cao tầm 40cm đi lên nha cả nhà. 40cm đi lên ha. Cành nhánh rất là xum xuê. Rồi, đây đó. Số lượng của em thì còn khoảng vài trăm cây thôi cả nhà. Loại này thì 4 cây bao ship, 10 cây tặng 1 nha. Nói chung là đang tạo mầm hoa rất là nhiều ha. Cốt nè. Ai mà mới biết chơi mai thì chơi cái loại này thì cũng không sợ gì luôn cả nhà. Bởi vì cây nó đã quá mạnh rồi ha. Quá khỏe, quá lâu năm ở trên chậu rồi. Cho nên là cả nhà yên tâm luôn. Không có bị gì đâu. Đó, đây. Đó cả nhà. Rồi. Giá là 190.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em nha. Xin chào, tạm biệt ạ.